Nghe cho rõ nè. Khi tao 10 tuổi, em tao bằng nửa tuổi của tao. Lúc tao 30 tuổi thì em tao bao nhiêu tuổi? 10 tuổi, mình nửa tuổi, năm, 30 tuổi, 15 tuổi. Mày chắc chưa? Chắc. Giờ tao hỏi lại nha. Nghe cho kỹ nè. Rồi. Khi tao 10 tuổi, em của tao bằng nửa tuổi của tao. Khi tao 30 tuổi thì em của tao bao nhiêu tuổi? Em cũng nhắc lại nè, khi em 10 tuổi, em theo bằng nửa tuổi bên hai đúng không? Là 5. 30 tuổi, chia bằng 15 tuổi. Vô giờ tao hỏi mày lại nha. Lúc tao 10 tuổi, mày 5 tuổi. Bây giờ tao 20 tuổi, mày bao nhiêu tuổi? 10 tuổi. Sao 10 tuổi? Thì nửa tuổi. Bây Đúng rồi. giờ tao hỏi lại một lần nữa nha. Lúc tao 5 tuổi thì mày mới đẻ ra Đúng rồi. là mày bằng 0 tuổi. Tao 30 tuổi thì mày bao nhiêu tuổi? 5 tuổi mà ta 15. Sao 15? Sao 15? Thì hai khi hai năm hai năm tuổi mới đẻ à, hai lên 10 thì được Thì mày năm, hai lên 15 được 10, hai lên 20 được 15, hai lên 25 được 20, hai lên 30 thì được 25. Sao mày nói mày 15? Nói chi nào có vấn đề thôi.